Được. Đọc đi. Anh này cũng mượn coi. Điều mang này. Mà. Con này đọc đó. Úi giời, con này hơi hay vậy. Cái này đã được nhiều triệu đồng đấy nhá. Cái này mà mang về cái lệ mật ấy, lệ mật ra lâm chưa mình ra cái đầu con này to quá ta. Cái đầu nó giấu đâu rồi? Đi đâu đi. Quá trời bự luôn. Wow. Cực độc ha. Đây con chanh rồi. Này căng quá hả?
đánh to chứ gì. Chanh ghê chưa? Ê, con chanh này nè.